Chào cả nhà, lời đầu tiên thì xin chúc cả nhà có thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thì mình đang di chuyển từ Sài Gòn về Tiền Giang, thì đây là mình đang di chuyển trên mà cao tốc Sài Gòn Trung Lương, thì đây chính là điểm tiếp nối với cao tốc Sài Gòn Trung Lương Mỹ Thuận. Thì ở địa điểm này thì tiến độ đang thi công, thì do mình đang quay vào lúc buổi chiều đang ngồi trên xe nên hình ảnh nó bị chá do bởi ánh nắng mặt trời vào buổi chiều, thì mong cả nhà thông cảm. Thì vào thời gian qua thì mình rất là cảm ơn tất cả mọi người cả nhà đã ủng hộ cũng như là luôn luôn theo dõi mình, cũng như là có những lời chúc đến người thân của mình, thì mình cảm ơn cả nhà rất nhiều. Và thì cuối cùng thì mình cũng đã về quê để mà làm việc, thì đây là trên tiến độ ở tại điểm đầu, đây điểm đầu của cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận đó, đây là điểm giao nhau đó. Thì trên đoạn đường về á, sẵn đó mình về trên đường cao tốc này á, thì sẵn mình quay quay cho cả nhà xem luôn. Và ở những video tiếp theo, khi mình có thời gian mình sẽ quay cận cảnh và rõ hơn, chi tiết hơn cho cả nhà xem nha. Đây là một đoạn ở trên mà cái tiếng về từ Sài Gòn về Tiền Giang của mình, sẵn mình chia sẻ ở cái điểm này luôn. Đây, cái ngôi nhà này cả nhà có thấy quen không? Nếu cả nhà đã theo dõi thường xuyên thì ở những video trước mình có quay bằng flycam á, thì cả nhà thấy cái ngôi nhà này khi mà lúc mình đáp xuống. Thì mình về quê Tiền Giang thì cách đây cũng đã được vài bữa rồi, nhưng cả nhà thì người thân của mình thì vẫn còn ở trên mà Sài Gòn để chờ theo dõi cũng như là chờ cắt chỉ nên chưa có về được, chắc cũng khoảng một thời gian nữa. Thì cái đoạn này là cái đoạn cuối nè cả nhà, đoạn cuối trên mà cao tốc Sài Gòn Trung Lương, thì chạy một xíu nữa là sẽ hết cái đoạn cao tốc này và sẽ đến mà trạm thu phí Hân Cửu Nghĩa Cũ. Ở bên dưới đó chính là cái đường dân sinh mà của hai bên cao tốc đó. Đó, nếu mà cả nhà có ai mà có đi về miền Tây thì đi trên cao tốc thì sẽ thấy đến điểm này sẽ thấy sẽ hình dung ra và sẽ rất là quen. Thì cái hôm đó mình không có được ngồi mà để trên mà cái dãy đầu tiên đó nên không có thể mà quay hẳn được, chỉ quay được ở bên hông cửa. Thì sắp tới là cái trạm thu phí Hân Cửu Nghĩa cũ này mình nghĩ sẽ, nó sẽ bỏ, không biết có bỏ không nữa. Thì khi đó là đang thì bên ở bên mà bộ phận mà đang suy nghĩ là đặt cái trạm thu phí để mà tiếp nối giữa giữa mà Sài Gòn Trung Lương và Mỹ Thuận thì vẫn còn đang phân vân chỗ đó, nên mình cũng chưa có biết được cái thông tin về mà sẽ đặt trạm thu phí ở vị trí nào. Thì khi mà mình có thông tin về đặt ở trạm thu phí ở vị trí nào ở trên cao tốc Sài Gòn Trung Lương Mỹ Thuận ở cái điểm này nè, thì mình sẽ chia sẻ cho cả nhà xem. Đó, thì hiện tại mình đã ra khỏi đoạn mà cao tốc Sài Gòn Trung Lương rồi nha cả nhà. Thì mình di chuyển một chút xíu nữa thôi là mình sẽ đến được cái vòng xoay Hân Cửu Nghĩa. Thì từ vòng xoay Hân Cửu Nghĩa đó thì nó sẽ có hai nhánh nha cả nhà. Thì một nhánh bên quẹo bên tay phải thì mình ra quốc lộ 1A nơi mà ngã tư Đồng Tâm, gọi là đường tỉnh 88 á. Còn nếu mình chạy thẳng á, mình chạy thẳng mình tới vòng xoay mình chạy thẳng luôn á, cũng ra quốc lộ 1A luôn,
mà ra cái hướng là gọi là cái hướng gì mà mình quên tên mất tiêu rồi, cái đó là cũng ra quốc lộ 1A luôn, nhưng mà cái hướng này thuộc dạng cái hướng mà gọi là bên Bến Tranh đó, nhìn cả nhà ngã tư Bến Tranh đó. Ngã tư Lương Phú Bến Tranh đó, đúng rồi ngã tư Lương Phú Bến Tranh. Rồi thì cảm ơn cả nhà đã xem video. Thì đây là một đoạn chia sẻ ngắn về mà trên cái chuyến hành trình là mình đi từ Sài Gòn mình về quê Tiền Giang trên con đường mà cao tốc Sài Gòn Trung Lương. Đó. Thì cảm ơn cả nhà đã xem video, thì nhớ ủng hộ mình bằng một like nha. Thì mình có thật nhiều động lực để chia sẻ nhiều hơn cho cả nhà xem. Rồi hẹn gặp lại cả nhà ở video tiếp theo.